6 con giáp may mắn nhất trong ngày 21 tháng 1 năm 2023 âm lịch, mọi điều như ý. Chào mừng quý vị cùng quay trở lại kênh Phong Thủy Gia Cát. Chúc quý vị đón một ngày mới nhiều sức khỏe, tràn ngập niềm vui và tài lộc. Đây là những con giáp may mắn nhất trong ngày 21 tháng 1 năm 2023 âm lịch. Phải nói là ngày 21 sẽ là một ngày vô cùng đáng nhớ với những con giáp này. Bởi trong hôm nay, các bạn sẽ được bề trên ban lộc, ra đường gặp quý nhân, công việc hanh thông, mọi điều như ý, tình duyên nở rộ. Và đó là các con giáp. Thứ nhất là tuổi Sửu, thứ hai tuổi Dần, thứ ba tuổi Mão, thứ tư là tuổi Thìn, thứ năm tuổi Thân và cuối cùng là tuổi Hợi. Các bạn hãy cùng kiểm chứng với mình xem có đúng không nhé. Tuổi Sửu, người tuổi Sửu được chính ấn nâng đỡ để tránh phạm phải những sai lầm trong ngày này. Người đang tìm việc có thể được sự giúp đỡ của gia đình, người thân, hãy lựa chọn cuộc sống ổn định, điều chỉnh tâm lý tưởng theo hướng thực tế và sáng suốt hơn. Ngũ hành xung khắc cho thấy tài chính là vấn đề khiến bản mệnh phải nghĩ ngợi rất nhiều trong hôm nay. Bạn có xu hướng lo lắng về thu nhập và chi tiêu, cần duy trì thái độ thực tế và tiết kiệm cần thiết. Tam hội cũng là cơ hội để cân bằng và cải thiện các mối quan hệ của mình với đồng nghiệp, cấp trên. Đừng để những xung đột làm tổn thương cả hai phía, khiến hai bên khó tương tác trong công việc. Hứa hẹn là vận trình tình cảm của con giáp tuổi Tý độc thân có một ngày mới tươi sáng với điều kiện bạn dám bước ra khỏi vùng an toàn. Những người có chung quan điểm sống cũng chưa chắc là người phù hợp với bạn, do đó cứ vui vẻ, mở lòng và tìm hiểu người khác giới bạn nhé. Để đường công danh tài lộc được thuận lợi, gia chủ tuổi Sửu nên sử dụng vật phẩm phong thủy. Tam hợp quý nhân tị dậu Sửu của phong thủy Gia Cát, đặc biệt là vòng cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Sửu để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Tuổi Dần. Xem tử vi 21 tháng 1 năm 2023 âm lịch của 12 con giáp, thiên tài xuất hiện trong cung tài lộc, thôi thúc người tuổi Dần kiếm tiền, làm giàu. Đồng thời, nó cũng khiến bạn chi tiêu nhiều hơn để chống lại những tác động tiêu cực từ thế giới bên ngoài. Chuyện tình cảm của người tuổi Dần được cát tinh che chở nên có nhiều chuyển biến tích cực, rực rỡ, khoe sắc. Nhân duyên tốt đẹp, tình yêu lứa đôi rực rỡ mà gia đình cũng thuận hòa hạnh phúc. Bạn luôn biết cách vun vén gia đình, lại hoạt bát lanh lợi nên đời sống hàng ngày luôn tràn đầy tiếng cười ấm áp. Dù giữa vợ chồng đôi khi vẫn xảy ra xung đột, bất đồng, nhưng bạn chủ động hòa giải hoặc tìm cách hâm nóng tình cảm để hạnh phúc luôn bền lâu. Tình hình sức khỏe của tuổi Dần trong ngày hôm nay duy trì ở mức ổn định. Dù đôi khi công việc bận rộn, áp lực cuộc sống đè lên vai, nhưng bạn luôn biết cách giải tỏa căng thẳng cho bản thân, không để sức khỏe bị ảnh hưởng. Xem ngày tốt theo tuổi nhị thập bát tú khuyên bản mệnh nhất định phải kiêng cữ, chôn cất, khai trương, trổ cửa, dựng cửa, khai thông đường nước, đào ao, móc giếng, thưa kiện, đóng giường, lót giường. Những việc này nếu thực hiện trong hôm nay sẽ dễ rước xui xẻo đấy nhé. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Dần cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Mão. Xem tử vi hàng ngày, người tuổi Mão có chính tài để nương tựa nên tự tin với các kế hoạch kinh doanh kiếm lời của mình. Không ít người gặt hái thành công trong hôm nay. Ngũ hành tương sinh cho thấy tín hiệu tích cực về khía cạnh sức khỏe của bản mệnh. Nhiều người mắc bệnh nay tìm thấy tia hy vọng mới để bạn tiếp tục đối mặt với bệnh tật. Bên cạnh đó, nhiều người tìm ra lối ăn uống phù hợp với thể trạng của mình và dần thay đổi cho đúng hướng. Ảnh hưởng của hình hại vô lễ khiến con giáp tuổi Mão khó kiểm soát được sự nóng giận. Lòng tự tôn khiến bạn không cho phép ai đó thể hiện sự thiếu tôn trọng mình. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Mão cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Thìn, thiên ấn ghé thăm mang lại sự trợ giúp. Hôm nay ai đó sẽ đưa cho con giáp tuổi Thìn một lời khuyên giá trị, giúp bạn tiết kiệm được khá nhiều thời gian, công sức, thậm chí còn giúp bạn củng cố hình ảnh của mình theo hướng tích cực. Đừng quên là dành cho họ lời cảm ơn nhé! Tam hợp mang lại phút giây thảnh thơi, an bình bên một nửa yêu thương, nhờ đó mà cả hai cảm nhận được sự gắn kết. Nếu có thể, hãy cùng gặp gỡ các cặp đôi khác hoặc đi cùng tổ chức một buổi picnic để gia tăng trải nghiệm cho cả hai. Thời gian này tình hình tài chính không có gì phải lo lắng, nghĩ ngợi khi mà bạn sống tiết kiệm. Dù mua sắm gì bạn cũng cân nhắc mọi thứ khá kỹ càng, luôn suy tính trước sau. Có thể nói khả năng quản lý tài chính của bạn đang cải thiện rõ rệt khi mà bạn không còn ham mê mua sắm như trước đây.
Đây là thời gian bạn nên tập trung rèn luyện sức khỏe, chăm sóc thể chất, tinh thần, dành thời gian ở bên những người thân yêu nhiều hơn. Yếu tố tinh thần cũng tốt phần nào giúp bạn cải thiện bệnh tật, nhất là những ai có bệnh nặng, thời gian này cũng cảm thấy đỡ hơn trước, có nhiều thời gian hơn để thực hiện các dự định dang dở. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Thìn cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân thân Tý Thìn để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chung với quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Thân. Tử vi 21 tháng 1 năm 2023 âm lịch của 12 con giáp cho thấy, tỷ kiên hối thúc khiến tuổi Thân khó suy nghĩ thấu đáo, tư duy nóng nảy, bực bội có thể khiến bạn đưa ra những lựa chọn sai lầm, ảnh hưởng đến cuộc sống trong vài tháng tới. Tam hợp cho thấy hạnh phúc hiện tại như đang bù đắp cho mất mát của bạn suốt thời gian dài vừa qua. Những sóng gió giờ cũng đã tạm qua đi, để lại cho bạn sự yên ổn như bạn từng mong. Những cặp vợ chồng có được thời gian ý nghĩa bên nhau, những bữa cơm gia đình đầm ấm giúp cả hai gắn kết tình cảm. Do đó dù bận rộn thế nào cũng sắp xếp thời gian để trở về nhà sớm bạn nhé. Thủy Kim tương sinh mang tới tin vui liên quan tới mặt sức khỏe hoặc có thể nghe tin về kỳ nghỉ sắp tới khiến tinh thần bạn phấn chấn, trở nên háo hức, vui vẻ hơn. Ngoài ra có người khi tài chính được cải thiện cũng cảm thấy an vui hơn. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Thân cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân thân Tý Thìn để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Hợi. Thực thần thúc đẩy cho vận trình tuổi Hợi hôm nay được thuận lợi hơn, cần làm rõ trách nhiệm và nghĩa vụ giữa bản thân với mọi người, lắng nghe sự tư vấn của người lớn tuổi. Khi có tam hội xuất hiện khuyên bản mệnh khi ở trong gia đình, bạn cần học cách lắng nghe chia sẻ, tôn trọng mối quan hệ cha mẹ với con cái. Học cách trân trọng cảm xúc của nhau sẽ giúp mối quan hệ được cải thiện. Thủy khí vượng khuyên bản mệnh sắp xếp công việc khoa học hơn để dành thời gian nghỉ ngơi, nhất là khi bạn thường xuyên trong tình trạng mệt mỏi, chớ nên làm việc quá sức trong hôm nay, nếu không bạn dễ ốm nặng, cần thời gian dài mới có thể phục hồi được. Để đường công danh tài lộc được thuận lợi, gia chủ tuổi Hợi nên sử dụng vật phẩm phong thủy, tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi của phong thủy Sa Cát, đặc biệt là vòng cũng được thầy Sa Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Hợi để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thưa quý vị, ngày 21 tháng 1 năm 2023 âm lịch, tức thứ Bảy ngày 11 tháng 2 năm 2023 dương lịch, là ngày Canh Tý tháng Sắp Dần năm Quý Mão. Ngày này có nạp âm là Bích Thượng Thổ. Ngày Canh Tý thuộc hành thổ khắc hành thủy, đặc biệt là tuổi Bính Ngọ, Nhâm Tuất thuộc hành thủy không sợ thổ. Ngày Tý lục hợp Sửu, tam hợp Thìn và thân thành thủy cục, xung Ngọ, hình Mão, hại Mùi, phá Dậu, tuổi Tỵ. Các tuổi bị xung khắc với ngày là Nhâm Ngọ và Bính Ngọ. Quý vị thân mến, như vậy chúng ta vừa tìm ra 6 con giáp may mắn nhất trong hôm nay. Quý vị có thuộc một trong những con giáp may mắn ở trên hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết và chúc mừng bạn nhé! Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn, hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989 349 119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.